Đây chính là sản phẩm của chúng ta, nên mình sẽ test thử màn, mình check kim. Rồi mình sẽ bật công tắc lên. Chào mừng các bạn đến với kênh sáng tạo.com. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn làm chiếc máy mài mini từ những chiếc ổ cứng hỏng. Đây là ổ cứng của laptop này, nhỏ nên chúng ta không được. Mình sẽ dùng ổ cứng to của chiếc PC. Bây giờ chúng ta sẽ tháo ra. Trong này chúng ta sẽ bỏ hết phần này, ta chỉ giữ lại chiếc đĩa này thôi. Mặt trong này chúng ta sẽ bỏ đi, ta chỉ cần dùng cái bo mạch ngoài này thôi. Ta sẽ gỡ chiếc đĩa này cho. Bạn hãy để chiếc ốc của cái đĩa này ra, tí chúng ta còn lắp vào, bạn để riêng ra. Bỏ phần này dưới. Chúng ta cần miếng giấy ráp để làm mặt cho chiếc máy mài chúng ta. Bạn đo vào đây. Mình sẽ dùng bút đánh dấu. Đây chúng ta sẽ cắt. Đây mình sẽ dán vào đây. Bạn nhớ dùng loại keo con chó nhé. Vì dùng khi dùng keo con voi thì nó, lúc chúng ta sẽ thay cái giấy ráp rất là khó khăn. Mình dùng keo con chó này để lúc có gì chúng ta thay cái giấy ráp khi nó bị mòn rất là dễ. Về phần nguồn mình sẽ dùng một nguồn của chiếc PC cũ, các bạn có thể ra ngoài hiệu máy tính mua chứ chỉ tầm độ 50 đến 70k. Các bạn sẽ cần một dây để nối cái dây xanh lá cây này vào. Xanh lá cây này với bất kỳ dây màu đen nào bạn này cắm vào thì nguồn nó mới hoạt động được.
thử. Đã ok. Đây, sẽ mải thử. Vì đây là cái nguồn nó sẽ khởi động tầm 20-25 giây nó sẽ dừng. Ta sẽ khắc phục nó bằng là cách này. Bạn sẽ cắt dây đỏ này ra. Chúng ta sẽ bấm hàn một chiếc công tắc này vào cái dầu dây đỏ. Ta bật chiếc công tắc này để hoạt động. Ta đã có chiếc máy mài để hoạt động. Đấy, khi nó dừng lại các bạn sẽ bật tắt chiếc công tắc này lại. Nó sẽ hoạt động trở lại. Chúc các bạn thành công.